quý vị khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục tư vấn sức khỏe để lùi bệnh tiểu đường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để duy trì được một sức khỏe tốt, ngăn chặn bước chân lão hóa, giữ được nét tươi trẻ cho làn da, thì trái cây chính là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn dinh dưỡng của mỗi ngày. Tuy nhiên, có nhiều loại trái cây được cho là không phù hợp với những người bị mắc bệnh tiểu đường vì chúng làm đường huyết trong máu tăng cao. Vậy bị bệnh tiểu đường thì nên ăn trái cây gì để giúp ổn định đường huyết? Thì hãy cùng theo dõi qua video dưới đây để ăn hoa quả đúng cách và tốt cho sức khỏe quý vị nhé! 15 loại trái cây hoa quả tốt nhất cho người bị tiểu đường. 1. Quả cà chua. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học California ở Mỹ, trong quả cà chua có chứa lycopene, là một chất giúp làm giảm hiện tượng ứng suất oxy hóa, tức là hiện tượng xuất hiện khi glucose trong máu vượt qua giới hạn cho phép của cơ thể. Ngoài ra, chất lycopene còn giúp bảo vệ mạch và thận, các cơ quan hay bị tổn thương bởi bệnh tiểu đường và có nhiều chất xơ giúp làm ổn định, kiểm soát lượng đường trong cơ thể. 2. Quả táo. Thành phần dinh dưỡng của quả táo có chứa chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Chất xơ trong quả táo giúp làm chậm quá trình hấp thu cát, ngăn lượng đường trong máu tăng lên đột biến. Vì vậy mà có thể ăn quả táo sau bữa ăn sẽ giúp bạn ổn định đường huyết hiệu quả. Ngoài ra, trong quả táo có chứa polyphenols, loại chất giúp kích thích tuyến tụy giải phóng insulin, sẽ làm giảm tình trạng kháng insulin của cơ thể người bị tiểu đường, giúp cải thiện độ nhạy với insulin. 3. Quả ớt chuông. Ớt chuông là loại quả đặc biệt rất tốt cho người bị tiểu đường. Thành phần của ớt chuông thì có chứa atrogenin và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ tăng đường huyết, ổn định và kiểm soát lượng glucose trong máu. Đây là một chất có trong ớt chuông giúp ức chế hoạt động của men tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa carbohydrate và lipid diễn ra chậm, làm giảm hàm lượng đường huyết và lipid, ngăn ngừa nguy cơ tăng đường huyết và giúp kiểm soát lượng đường huyết. 4. Quả dâu tây. Theo nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Warwick, dâu tây có chứa nhiều vitamin C. Hàm lượng arginine cao giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc các triệu chứng nguy hiểm của người bị tiểu đường type 2. Ngoài ra, trong các thành phần của quả dâu tây có chứa nhiều nguyên tố vi lượng như sắt, magie, kẽm, phốt pho hay silic, có tác dụng trong quá trình trao đổi chất, và hàm lượng acid malic, acid citric, acid lactic giúp kháng viêm, chống khuẩn. Theo các bác sĩ, nên ăn một quả dâu tây sau bữa ăn sẽ giúp kiểm soát và ổn định lượng đường huyết của người bị tiểu đường. 5. Quả dưa leo. Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ ADA, xếp dưa leo vào nhóm loại rau không chứa tinh bột, là một loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin C, kali hay magie, được coi là những chất phù hợp với người bị tiểu đường. 6. Quả bưởi. Quả bưởi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C và vitamin A giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Và quả bưởi cũng rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Nước bưởi có chứa thành phần tựa như insulin, loại enzyme có tác dụng quan trọng đối với người bệnh bị đái tháo đường. 7. Quả cam. Quả cam là loại quả được sử dụng phổ biến nhằm giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài vitamin C, trong thành phần của quả cam còn chứa hàm lượng chất xơ rất cao. Loại chất này sẽ giúp ngăn ngừa đường huyết hiệu quả. 8. Quả bơ. Quả bơ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng với gồm 14 loại vitamin và khoáng chất. Bơ rất giàu chất chống oxy hóa, chứa chất béo đơn không bão hòa, thành phần chất béo cực tốt cho người bị tiểu đường, giúp kiểm soát quá trình trao đổi chất cũng như glucose trong máu. Hơn nữa, chất kali có trong quả bơ giúp ngăn ngừa các bệnh lý về thần kinh liên quan đến tiểu đường. 9. Quả đu đủ. Quả đu đủ tuy có vị ngọt nhưng hàm lượng đường khá thấp, có chỉ số đường huyết thực phẩm là GI bằng 23.
thuộc nhóm chỉ số đường huyết thấp, không ảnh hưởng quá nhiều đến bệnh tiểu đường. Đu đủ có chứa enzyme pancreatin. Chất này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây nên, giảm sự tiến triển của bệnh tiểu đường type 2. Ngoài ra thì trong đu đủ còn chứa nhiều vitamin, chất xơ. Đây là những chất cần thiết quan trọng đối với người bị bệnh đái tháo đường. 10. Quả lựu. Trong thành phần quả lựu có chứa các chất chống oxy hóa thuộc nhóm enzymin, giúp giảm đường huyết trong máu. Nước ép lựu làm tăng chức năng của các tế bào trong tuyến tụy, giúp ích cho việc sản sinh insulin. Ngoài ra thì các chất chống oxy hóa có trong thành phần quả lựu giúp ngăn ngừa các bệnh như là động mạch, xơ cứng, xơ vữa động mạch, giảm mức cholesterol xấu LDL trong máu cao là một yếu tố nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường. 11. Quả bí ngô. Bí ngô được xem là một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chỉ số đường trong quả bí ngô lại rất thấp. Bí ngô có tác dụng trong việc phục hồi các tế bào của tuyến tụy, tăng khả năng sản xuất insulin và giúp giảm đường huyết, kiểm soát tiểu đường một cách hiệu quả. 12. Lê. Cũng giống như táo, quả lê có chỉ số đường huyết thấp là 38. Hơn nữa, loại quả này chứa nhiều chất xơ, vitamin, 84% là nước, sẽ giúp kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu. Sau đó mà người bệnh tiểu đường có thể ăn mỗi ngày một quả lê để giúp kiểm soát cơn thèm ngọt, ổn định đường huyết, giúp duy trì sức khỏe. 13. Mận hậu. Mận hậu ít calo cũng là loại trái cây có chỉ số đường huyết ở mức thấp khoảng 25. Đồng thời thì nhờ hàm lượng chất xơ phong phú nên loại quả này rất lý tưởng để giúp kiểm soát lượng đường trong máu của người bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, nó còn rất tốt cho những người bị bệnh tim, hỗ trợ chữa táo bón và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. 14. Quả đào. Quả đào cũng là một trong những gợi ý hoàn hảo cho những ai đang thắc mắc về vấn đề bị bệnh tiểu đường nên ăn trái cây gì. Loại quả này có chỉ số đường huyết thấp, chỉ với 28. Hàm lượng chất xơ cao, dồi dào chất dinh dưỡng chống oxy hóa và vitamin, nên rất tốt cho những người bị bệnh đái tháo đường. 15. Đu đủ. Các chuyên gia cho rằng đu đủ là loại giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất có lợi giúp kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, đồng thời cũng ngăn ngừa được bệnh tim. Hơn nữa, các hoạt chất enzyme có trong đu đủ còn giúp chống lại các gốc tự do gây hại. Cùng chỉ số đường huyết là 60, nên các bác sĩ khuyên người dùng nên bổ sung vào thực đơn cho người bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường không nên ăn trái cây gì? Bên cạnh những thực phẩm nên ăn, thì người tiểu đường không nên ăn hoa quả gì? Dưới đây sẽ là những loại trái cây ăn vào dễ khiến cho đường huyết trong máu của người bệnh chuyển biến xấu, cần phải tránh. 1. Mít. Hàm lượng đường fructose và đường glucose có trong mít rất là cao. Khi ăn vào, cơ thể sẽ hấp thụ hai loại đường này rất nhanh, từ đó làm cho hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng. Chính vì vậy, những người có chỉ số đường trong máu cao không nên ăn quá nhiều mít nhé. 2. Chuối chín. Tuy chuối là loại thực phẩm quen thuộc rất tốt cho những người đang mong muốn giảm cân, nhưng loại quả này lại có hàm lượng đường khá cao. Chính vì vậy mà người bị bệnh tiểu đường cũng nên hạn chế dung nạp loại quả này. Nếu muốn ăn chuối thì chỉ nên ăn 1/2 quả trong ngày. Không nên ăn nhiều, bởi điều này sẽ làm đường huyết trong máu tăng cao, sẽ gây hại đến sức khỏe. 3. Dưa hấu. Dưa hấu là loại quả được ưa chuộng rất nhiều trong những ngày hè nóng nực, oi bức vì nó giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể tuyệt vời. Tuy nhiên, dưa hấu thì ít chất xơ mà hàm lượng đường lại rất cao nên không tốt cho người bị bệnh tiểu đường. 4. Nho. Khi mắc bệnh tiểu đường, người bệnh vẫn có thể ăn nho, tuy nhiên chỉ nên ăn ít thôi. Trung bình một quả nho được ước tính tương đương là chứa 1g carbon hydrate. Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì khẩu phần ăn tráng miệng của người bị bệnh tiểu đường là dưới 15g carbon hydrate.
Vì vậy mà mỗi ngày người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn dưới 15 quả nho để giữ gìn sức khỏe đường huyết, bảo vệ cho chính mình. 5. Dứa. Cũng như dưa hấu và nho thì dứa cũng là loại quả có hàm lượng đường cao. Đặc biệt càng chín mùi thì lượng đường trong dứa càng cao. Người bị tiểu đường vẫn có thể ăn dứa nhưng chỉ được ăn ít, trung bình chỉ nên ăn 1/2 chén là đủ. Tuyệt đối không nên ăn dứa đã được đóng hộp hoặc là đã được làm ngọt với đường. 6. Xoài. Xoài chín có hàm lượng đường rất cao, dễ làm tăng đường huyết trong máu khi ăn vào. Do đó mà người bị tiểu đường nên hạn chế các loại quả xoài chín nhé. Bạn có thể ăn xoài vừa bắt đầu chín, nhưng lưu ý vẫn phải giới hạn 1/2 quả trong ngày. 7. Trái cây sấy. Trái cây sấy khô là một loại món ăn vặt ưa thích của rất nhiều người, nhưng đó được xem là kẻ thù của những bệnh nhân đang mắc phải tiểu đường. Vì khi ăn vào, nó sẽ làm biến đổi lượng đường trong máu. Từ đó dễ làm lượng đường tăng cao. Khi lượng đường không được kiểm soát kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là những loại trái cây sấy khô như là mít, vải thiều dễ làm đường trong máu tăng cao. 8. Nước ép trái cây. Việc sử dụng các loại nước ép trái cây đóng hộp cực kỳ không tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Vì chúng đều chứa hàm lượng đường rất cao, do đó mà người bệnh tiểu đường nên loại bỏ chúng ra khỏi đồ ăn dinh dưỡng của mình nhé. Lưu ý cách ăn trái cây để đường huyết không tăng đột ngột. Như vậy bạn đã biết bệnh tiểu đường nên ăn trái cây gì và không nên ăn trái cây gì rồi đó. Mặc dù trái cây giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ làm đường huyết trong máu ổn định, nhưng để đảm bảo cơ thể tiếp nhận trọn vẹn được những lợi ích này, thì người bệnh nên lưu ý một số vấn đề sau đây. Đầu tiên là không ăn các loại trái cây đã được sấy khô, ép khô vì dễ làm đường huyết trong máu tăng cao. Tiếp theo là hạn chế dung nạp các loại nước ép trái cây, sinh tố vì nó làm cho cơ thể hấp thụ nhiều đường, từ đó làm đường tăng cao, gây hại cho sức khỏe. Thứ ba là khi ăn trái cây thì nên chia nhỏ ra nhiều bữa ăn. Tránh ăn dồn dập trái cây cùng một lúc sẽ khiến cho cơ thể hấp thụ quá nhiều đường rồi gây tăng đường huyết trong máu. Và cuối cùng là không nên ăn trái cây nhiều vào buổi tối, đặc biệt là không nên ăn sau 8 giờ tối. Vì buổi tối hệ thống tiêu hóa hoạt động kém hơn, ăn vào thời điểm này sẽ khiến cho cơ thể hấp thu nhiều đường và gây ra nhiều hệ quả không tốt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là video của chúng ta đến đây là đã tạm thời khép lại. Hy vọng đoạn video trên đã giúp cho người bệnh tiểu đường type 2 hiểu rõ về bệnh của mình, cũng như chú ý đến thực phẩm phù hợp trong khẩu phần ăn mỗi ngày để kiểm soát đường huyết tốt hơn, hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị bệnh tiểu đường và cách lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng giúp bạn kiểm soát tốt cân bệnh và giảm được nguy cơ các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh gây nên. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Chúc quý vị sức khỏe và luôn an vui trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.